Nghề siêu khó, tên tiếng Anh Extreme Job, là một bộ phim hành động hài hước của điện ảnh Hàn Quốc, ra mắt năm 2019. Tác phẩm của đạo diễn Lee Byung-hyun được coi là bộ phim ăn khách nhất của điện ảnh Hàn Quốc, mang về 114 triệu đô doanh thu phòng vé, gấp 14 lần kinh phí bỏ ra. Nghề siêu khó, quy tụ dàn diễn viên rất nổi tiếng của xứ sở Kim Chi, gồm ông hoàng 10 triệu vé Ryu Seong-yong, Hoa hậu Hàn Quốc 2007 Lee Han-hee, diễn viên nổi tiếng của Lời hồi đáp 1988 Lee Dong-kwi-hee, lính mới điển trai Gong Mi-yong và ngôi sao tạo bom tấn phòng vé Jin Sun-kyu. Đỉnh cao của sự hài hước. Nghề siêu khó được đánh giá là một bộ phim hay, hài hước nhưng không hài nhảm, diễn viên nhập tâm, xuất thần. Bởi vì lẽ đó, thành công của nghề siêu khó tại Hàn Quốc là điều nhiều người có thể dự đoán được. Tác phẩm có kịch bản được đầu tư, dàn diễn viên gạo cội và đều là những nhân vật nổi tiếng. Bối cảnh được làm rất công phu và kỹ lưỡng. Bộ phim khi được công chiếu đã thu về tới 114 triệu đô phòng vé, là phim hài duy nhất đạt ngưỡng 16 triệu vé bán ra. Phim có lượng người xem cao thứ hai mọi thời đại tại Hàn Quốc. Đây là một bộ phim hài mang tính giải trí cao và ít mang ý nghĩa nhân văn quá sâu sắc. Đặc biệt hơn, tác phẩm cũng không có dàn nam thần nữ thần trẻ trung vốn thu hút khán giả, là đặc sắc của phim Hàn Quốc. Tác phẩm của đạo diễn Lee Byung-hyun kể về năm thành viên của một đội cảnh sát chống ma túy của Hàn Quốc. Họ được giao nhiều nhiệm vụ nhưng thường làm đổ bể một cách vô cùng hài hước và khiến nhiều người nghi ngờ về năng lực. Đến khi đã không chịu được sự chê bai và đứng trước áp lực đội bị giải tán, năm người này quyết định mua lại một quán gà rán ở địa điểm đối diện với căn cứ của tội phạm buôn ma túy để điều tra. Ít ai nghĩ rằng quán gà này lại trở nên nổi tiếng với công thức nấu nước sốt từ món sườn. Từ đó, những cảnh sát này luôn bận rộn với quán ăn mà quên đi nhiệm vụ nằm vùng để truy bắt tội phạm của mình. Có thể nói, Nghề siêu khó là một bộ phim giải trí đơn thuần với những pha hành động bắt mắt, gây cấn và đương nhiên là cũng có các phân cảnh hài đỉnh cao khiến người xem không thể không cười. Cái hay trong nội dung tác phẩm là nó không có hài nhảm, rất văn minh, sạch sẽ, để lại cảm tình cho người xem bởi biểu cảm gương mặt mang tính trào phúng cao của diễn viên, cùng với lời thoại chất lượng cao, không hề bựa, rất văn minh. Tác phẩm cũng có một mạch truyện rất logic, dễ hiểu, không đòi hỏi quá nhiều về IQ để nắm bắt toàn bộ nội dung. Vì vậy, khi xem khán giả có thể vừa cười, vừa chứng kiến cảnh hành động bắt mắt và động lại được những gì đạo diễn muốn truyền tải. Bộ phim xây dựng những tính cách, số phận con người khác nhau vào trong đội chống tội phạm ma túy. Họ đều là những con người giỏi, có năng lực, hướng thiện, làm được nhiều việc, trừ một việc duy nhất là không biết làm cảnh sát. Điều đó khiến dù rất nhiệt tình, năng nổ và yêu thích lập chiến công, nhưng những người này thường làm hỏng việc. Từ đây, nội dung bộ phim xoáy sâu vào những tình huống éo le của năm vị cảnh sát này với những câu thoại đậm chất trào phúng. Cái hay của tác phẩm là biết đặt các nhân vật vào trong những tình huống kinh điển và vô cùng éo le để tạo ra những tràng cười giòn tan. Khán giả xem phim chỉ biết tận hưởng những giây phút chứ không hề đoán trước được nội dung tiếp theo là gì. Rất nhiều cú twist bất ngờ trải rộng xuyên suốt tác phẩm, tạo nên một nghề siêu khó hài không đỡ nổi. Câu chuyện nhẹ nhàng, nhân văn ý nghĩa. Câu chuyện của nghề siêu khó nhân văn ở chỗ, dù có điều gì xảy ra thì các nhân vật cũng luôn hướng mình về những điều tốt đẹp nhất. Những cú twist diễn ra liên tục, bất ngờ nhưng không quá mạnh. Vì vậy, với những khán giả khó tính thì tác phẩm này vẫn chưa đạt đến sự hoàn hảo để trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất ở mọi thời đại của Hàn Quốc. Nó thiếu đi một chút cao trào đặc biệt, câu chuyện chưa đẩy được lên đến đỉnh điểm của mâu thuẫn và thời điểm giải quyết vấn đề cũng không quá hồi hộp. Khán giả khi xem phim sẽ cười từ đầu đến cuối, kể cả những cảnh hành động cũng buồn cười. Lúc nhân vật khóc cũng buồn cười, lúc nhân vật cảm động cũng buồn cười. Tuy nhiên, vì tập trung quá nhiều vào tính hài hước, nên đôi khi bộ phim vẫn có những cảnh chi tiết khá thừa thải, sa đà vào lối kể chuyện lan man với mục tiêu chính là tạo nên sự hài hước mà quên đi các tình tiết chính. Tác phẩm không nói đến những điều quá đào to múa lớn mà tập trung chuyển tải về tình đồng nghiệp, tình cảm gia đình. Đó là câu chuyện về một người vợ bên chồng khi sa cơ lỡ vận, dù trước đó luôn khó chịu vì bạn đời của mình mãi không lên chức. Nghề siêu khó cũng là câu chuyện về một chàng cảnh sát trẻ sẵn sàng vì sếp mà chi tiền tiết kiệm cưới để mua lại quán gà sắp đóng cửa. Là chuyện về những người cảnh sát dành cho nhau những tình cảm như người thân trong gia đình, luôn bên cạnh nhau những lúc nguy khốn. Bộ phim khắc họa một cách nhẹ nhàng, đưa ra 5 nhân vật điển hình, gồm một anh cảnh sát 20 năm trong nghề nhưng mãi không lên chức, một nữ cảnh sát mạnh mẽ cứng cỏi, một anh cảnh sát mê đánh bạc, một anh cảnh sát luôn quan tâm đến công việc và một anh lính trẻ mới vào nghề. Ở đó, đạo diễn không sa vào lối kể chuyện từng nhân vật mà thông qua từng tình huống để khắc họa tính cách của họ một cách rõ nét. Và cũng từ những cảnh phim siêu hài, nghề siêu khó dần dần khắc họa lên tình cảm đồng đội đáng trân trọng từ năm con người kỳ lạ này.
các thông điệp của bộ phim cứ thế từ từ đi vào đầu của khán giả một cách dễ hiểu, hài hước. Để rồi, khi xem xong tác phẩm này, người ta sẽ muốn xem lại lần 2, lần 3, lần thứ N để lại cười và lại thấm thía những thứ tình cảm tốt đẹp đó. Hai thì hai nhưng đã hành động là phá cháy. Nếu như ở nửa đầu của nghề siêu khó, năm cảnh sát chim gây ấn tượng bởi sự lóng ngóng vụng về của mình, thì đến cuối, thân phận thật sự của họ mới được hé lộ. Hóa ra những con người này lớn lao, đặc biệt hơn rất nhiều so với những gì mà khán giả tưởng tượng. Lúc này đây, mọi sự hài hước rời đi và nhường chỗ cho những pha hành động mãn nhãn. Cả team nhìn vậy thôi, nhưng xuất thân toàn là con nhà võ. Thanh Trama là cựu vận động viên judo. Giang, người con gái duy nhất của nhóm cảnh sát, nhưng tưởng cô sẽ cần đến sự bảo vệ của bốn người đàn ông kia, thì hóa ra cô lại là cựu vận động viên Muay Thái. Hay đội trưởng cô, 20 năm lăn lộn trong nghề cùng với 12 vết đâm mà vẫn sống sót, biệt danh zombie của anh quả thật không phải tự nhiên mà có. Cả năm người họ đều là năm cá thể đặc biệt được tập hợp lại trong cùng một nhóm, cùng thực thi một nhiệm vụ vô cùng khó khăn mà chỉ đến lúc cần thiết nhất thì điều đặc biệt ấy mới được bộc lộ. Cảnh sau cùng, khi cả nhóm đi vào hết, dùng vũ lực để chặn đứng bọn xấu diễn ra vô cùng gây cấn, chắc chắn sẽ đủ để làm thả lòng hồi yêu đánh đấm. Dù là bộ phim ra mắt từ đầu năm 2019, nhưng nghề siêu khó vẫn rất đáng xem ở thời điểm hiện tại. Tác phẩm chắc chắn sẽ mang lại nhiều tiếng cười và những giây phút giải trí đáng giá cho bạn. Bộ phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.